A Di Đà Phật, vì sao mà người xuất gia tu hành phải hành cái hạnh khất thực đi xin ăn mỗi ngày của Tính Thí Đàn Na? Bởi vì đó là cái hạnh của mười phương ba đời chư Phật xưa nay điều hành như vậy. Vì sao nó quan trọng đến thế? Bởi vì nó rất là đẹp và nó là một phương pháp tu hành tuyệt vời. Cái mà mình đau khổ chẳng qua do cái tôi bản ngã của mình. Mình không thể bỏ được cái tôi quan trọng của cái thân này và những gì liên hệ đến cái thân. Cho nên đi khất thực mỗi ngày là cách tuyệt vời để mình bỏ cái tôi. Vì sao? Vì đi xin ăn thì có gì đâu nữa mà quan trọng. Mình không còn gì để mất, cho nên mình mới đi xin người ta miếng cơm manh áo. Mà khi mình xin người ta, mình đâu có dám tự hào mình là ai với họ nữa. Nên cái lúc mình đi cúi xuống mà mình xin người ta bỏ miếng cơm như trong này để mình ăn á, thì lúc đó mình mang ân cuộc đời. Và mình chỉ còn một thứ thôi ở trong lòng mình đối với đời, đó là tri ân và cung kính những gì mà họ hiến tặng. Mình thấy chiếc lá nó cho mình có oxy để hít vào, thở ra. Mình đã mang ân nó rồi, nếu nó không hít thì mình cũng không thể thở được, mình chết. Huống hồ gì mà một con người cho, hoặc là nhiều con người cho mình cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Cái thân này của mình được nuôi sống bởi cơm mồ hôi nước mắt của họ. Thành ra người tu á, là cái người hướng vào cái vô ngã, tức là phá cái thân kiến, cái giới cấm thủ và cái nghi, để đi lên đường Sotapanna, vào ít nhất là sơ quả, để hướng lên đường A-la-hán, giải thoát sanh tử luân hồi. Cho nên bỏ cái bản ngã, cách tốt nhất đó là đi xin ăn. Cái thứ hai nữa, đi xin ăn như vậy là mình không có được chọn lựa, cho cái gì mình nhận cái đó. Thành ra mình học cái hạnh vô tham, vô phân biệt. Mình không có phân biệt người này giàu, người kia nghèo, của này ngon, của kia dở, cái này chay, cái kia mặn. Cho gì ăn cái đó, thành ra mình rất là dễ nuôi, mình rất là dễ sống. Thử mà đi xin ăn á, thì người ta cho cái gì mình mừng cái đó à. Mình rất mừng và mình rất cung kính. Khỏi cần là cái người đó là người tu, chỉ có cái người xin ăn thôi. Mình cho cái gì họ cũng hoan hỷ, họ họ cũng chấp tay, họ cũng vui mừng hết đó. Thử đi, ra ngoài đường mình sẽ thấy. Bởi vì không những là họ nhận cái vật chất không, mà họ biết có một người đang nghĩ, đang nhìn, đang để ý, đang quan tâm tới họ. Họ cảm thấy rất ấm lòng và họ nhận cái tâm họ rất là vui. Cho nên thấy một người ăn xin, họ nhận một cái gì đó là họ nhận cả cái tấm lòng của họ, chứ không phải họ nghĩ là cái bụng họ đói và ai đó cho họ ăn như một con vật không đâu. Bởi vì ít nhất họ vẫn còn là một con người, có một người thương, quý, mến, để ý tới họ. Lòng của họ rất là hạnh phúc. Cho nên mình cho một cái gì đó đối với cái người mà nhận, không phải là họ tham lam không, mà bây giờ họ trân quý cái tấm lòng ấm áp với tình người với nhau, rất là đặc biệt. Cái thứ ba là bởi vì mình tới đây tay trắng, có gì đâu để cho. Mình đi lượm chỗ này chỗ kia một chút, người này người kia một chút, mình tích lũy một thời gian xong mình về trắng tay. Cuối cùng đất vẫn về trả lại cho đất. Cho nên không có gì đến đời mà thực tế mình cho cả. Cho nên cái cách mà mình cho cuộc đời đó, đó là hãy cho cái tấm lòng chân thật, cho cái vô tham và cho cái sự không phân biệt. Nhận tất cả bằng một tấm lòng chân thật giống nhau hết. Nhận cái oxy của chiếc lá thế nào, mình cung kính chiếc lá, thì nhận y chang như vậy, với một cái tấm chân tình của một con người cho mình chút tình cảm, thương yêu, chăm sóc, hay là miếng cơm manh áo mỗi ngày. Cho cái tấm lòng đó là nó quan trọng hơn cho cái vật chất. Vì hàng ngày mình có thể cho nhau vật chất rất nhiều, nhưng mình thiếu đi cái tấm lòng ở trong cái cách mình cho, nó hơi hời hợt. Giống như chúng con thế này, đi hành thất mỗi lần mà lại cái bác nó xin ăn, mà mình xin người ta mà người ta phải cúi đầu kính lạy cái người nhận. Tại sao vậy? Bởi vì cái người xin này, họ có một cái công đức giới định tuệ mỗi ngày. Và họ cái thái độ của họ là họ cúi xuống, họ nhận. Mình nhận của họ một cách cung kính, họ hoan hỷ. Và khi họ cho như vậy, họ thấy cái giá trị cái vật họ cho nó nhiều hơn là cái thứ mà họ cho. Cái phẩm chất đó, nó nhiều hơn là cái số lượng. Bởi vì mình nhận bất kỳ một cái gì bằng cái tâm rất cung kính. Thành ra có người rất nghèo, cái miếng cơm của họ cho họ cũng rất là trân quý. Họ cảm thấy quý sư không có sự phân biệt. Và họ cảm thấy có người nhận những gì của họ một cách rất trân quý, họ hạnh phúc vô cùng. Cái người xuất gia cũng giúp cho cái người Tính Thí Đàn Na đó, người cho đấy, cái tâm buông bỏ lòng tham và có cái hạnh phúc mỗi ngày bằng cái sự cho đi. Họ tạo được cái phước ở kiếp này và kiếp sau. Họ làm người làm chư thiên để họ không có thiếu ăn thiếu mặc. Còn người tu á, khi mà nhận như vậy thì giới định tuệ của họ, giới thân huệ mạng của họ phải được trang nghiêm, tu tập vững chãi mỗi ngày. Nếu không thì cái nợ của họ vô cùng lớn. Họ phải làm bò, trâu, kiếp sau để mình mà cày, mà bừa, mà trả lại cái công đức của kiếp này đằng nó đến thấy họ cúng. Cho nên
đi tu như thế này, đi khất thực như thế này rất là đẹp, nó rất là dễ tu, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nhận của người ta cho không, mà họ còn cung kính quỳ lại mình, thì mình nhận một lần hai thứ: một là tấm lòng của họ dâng lên Tam Bảo, hai là mồ hôi nước mắt của họ, họ bớt ăn nhịn mặc mỗi ngày cho vợ chồng con cái họ, để họ cho cái người mà không có máu mủ ruột rà gì cho họ hết mỗi ngày, thì cái nợ này vô cùng lớn, cũng là cái đẹp, nhưng mà cũng là cái mối nguy hiểm rất lớn đối với người xuất gia. Và kính chia sẻ để quý Phật tử hiểu vì sao mà người tu hành phải khất thực mỗi ngày. A Di Đà Phật.